Sẽ xem một combo này anh em nhé. Combo này là cái combo loa loa 112 lạ voi anh em nhé, 112 và súp 218 anh em nhé, súp kép thầm đó, và sử dụng có một cục đẩy LT3006 thôi anh em nhé, LT3006 đó, để hai kênh chập vào đánh súp, một kênh đánh full và kênh 180 anh em nhé. Sử dụng thì em cắt main cắt thì chỉ tầm 85 Hz đấy anh em nhé, 85. Súp thì em đây, để flat hết anh em nhé, Norman hết, đánh Norman anh em nhé, để cân bằng hết, để em nghe cái chất âm mình anh em nhé. Ok, ok, sẽ tua lại cho anh em nghe. Rồi. Đánh riêng lẻ đấy, đánh mono anh em nhá. Đó. À, để anh em nghe. Để nó rất là xa. Rất đơn giản đúng không ạ? Cấu hình rất đơn giản. Rất đơn giản với cấu hình này. Đang đánh một vế thôi mà khẳng định với anh em là khu này là rung hết rồi anh em ạ. À, rồi chạy đi anh ơi. Nghe kia không? Một vế rồi anh em nhá. Này thêm vế nữa thì khiếp. Nói chung là cái chất âm của nó thì chi tiết nhưng bass thì khá sâu anh em nhé. Cấu hình rất đơn giản anh em nhé. Nghe một bản vocal anh em nhá. Ấn chạy đi anh. Ok ok. Bye.
tất cả đang để flat hết anh em nhá. Tức là em để cân bằng hết anh em nhá. À, anh em thấy chưa? À, music này flat hết anh em nhá, không chỉnh EQ. EQ không chỉnh nhá. Đó. Nghe súp. Đánh thô luôn anh em nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.